mi cấp 1 nữa. Thôi là nói hơi bị chuẩn luôn. Ai mà nghề miền nghề nghề gì mà nghề ngủ à? Bạn có biết con nói mày hiểu không? Này, tao chỉ biết cái mu, không biết cái mô. Mô! Chị biết mô, tao không biết mô. Ta chỉ biết cái mu tập thôi. Uống nước để mà... Mình uống nước. Uống nước để bắt nhiều nước để mà... À, nhiều nước là linh láng. Ừ, chết nhau. À, chết là chết nhau vậy đấy. Chết nhau. Chết nhau, ô ha, mình chi dừa. Hả, dùng uống nhiều nước để chết nhau chứ. Chi dừa. Mình chi dừa. Cái gì đây? Ảnh mọi người ở miền trọng mới vô. Ta mới đến, ai mới đến à? Mới đến tập luôn. Mới đến em mà có đuôi thì bảo bà. Đéo bị đuổi ra. Em là người... Anh đi chơi gái cũng cần báo, đéo mày làm sao luôn. Ôi, anh toàn đi chơi gái ở công viên Hòa Bình à. Chị thắm xem sạch không cần sóc. Quá đang cầm. Quá đang cầm. Chị, chơi, sao lại sóc? Anh tưởng là phải đút chứ sao lại sóc. Mình chi thì mô của mình đang bảo ảnh mọi người nói gì thế? Đang nói ra Ô thế người nghệ án mà không hiểu tiếng nghệ án với nhau ạ. Chị mô chứ hả? Hiểu chị muốn á. Nè, đây này ni hỏi với người nghệ án mà là người nghệ ngu á. Nghệ ngu rồi. Mi nói nó hiểu chị cả. Mi cầm mông. Mi cầm mông. Mi cầm mông. Mi cầm mông là Mi cầm mông là người nghệ án mà ngủ ghê. Nghệ án mà không biết nói giọng nghệ án à. Nghệ án mà không biết nói giọng nghệ án là quá ngu. Ai dạ, ba chị em mình là thôi đi quần đùi đi vào bò. Ba đéo mình nó đây đi ra quần đùi đã đi vào ba đấy. Kéo bị đuổi ra. Con cái loại cái lời cần bỏ này thì chó nó chơi. Đúng rồi, mí mồm. Cầm mồm ba. Mí cầm mồm. Rửa mặt mà người miền Trung mà không nói giọng miền Nam vậy? Ấy da ba anh em mình nói chuyện với nhau à, anh ngu này có phải không hiểu không sao? Hiểu xin lỗi người này là người nghề ngu thì kể nghề xin lỗi ngu. Xin lỗi nha không hiểu biết rồi biết rồi biết rồi mà đi tụ quần người miền Trung vậy ở người miền đi đừng có tụ quần người miền Trung nè thật thiệt là xấu tính quá đi ai ngu sẽ đánh người miền Trung xấu tính đừng có dạy đánh đạch như chó con đừng có nói thế. Thế gần là như to chôn chôn như chó cắn luôn sao lại nói bạn đây không như nói bạn đấy như thế đó bạn đấy là bạn đấy cắn càn đấy mí là biết nói mí cắn mồm nữa nói là nói hơi bị chuẩn luôn. Ai mà nghề miền nghề nghề gì mà nghề ngủ à? Bạn có biết ai dạ sao bạn lại làm như vậy? Bạn làm nhiều hơn đi bạn. Ôi bạn nó đấm cho bạn bây giờ. Có khứng ngủ. Thầy chưa bạn là trêu nhỏ thôi. Tao không biết đâu, tao không biết mày chết mẹ mày luôn. Rồi không bạn được rồi. Ôi nghề ngu rồi. Cái bạn người nghề ăn này cục tính thế này vén từ dưới đây. Nữa mấy cái bản này nghịch bẩn nó vừa thôi đái ra quần quế cứ để vì sao sắc quế ôi tụi các bạn đã chuyển sang người Hàn Quốc rồi mấy đầy quân ơi không ạ mấy đầy quân nữa vì sao sắc không hiểu quế không hiểu bạn này quế hai cái bản này nghịch ngủ thế thôi chúng ta không nói chuyện cùng cái người miền này nữa mình đi ra đấy mình nói rồi chuyện. Mình không nói chuyện với cái bản này không năng cập biết tiếng nói của bạn này ok sao bạn đánh mình anh chưa ok không chi mô rằng cái giọng của người Nghệ An ấy nó đặc trưng nó khác Nghệ An vừa thế thôi đừng có nói nữa mình còn nói mọi người đừng có chê cái giọng thế mình còn nói tiếng Nghệ An xấu. Mình nói chứ không biết nói không rõ. Như thế nào là phải biết nói. Như nào là không rõ. Làm mất cái văn hóa. À cái văn hóa cái văn hóa vùng miền hả? Răng nữa. Chị răng nữa, mi chị mô răng. Mi chị mô răng. Chị mô răng giữa hai bộ kỳ răng xa lô. Hai cái bạn này nghịch ngu thế. Mẹ mày. Không nghịch ngu nữa. Cái con này nó bị chó dại chắn hay sao mà nó chắn nhiều vậy? Như kỷ niệm
kinh vậy mân ấy bình thường vẫn bình thường mà thế là thế nào thế mất cái văn hóa của văn hóa là thì ra là cái văn hóa của người Hán đúng rồi làm gì được cọc không thích đấy chị mố nó bộ cái tóc đấy nhìn như con ma điến nhìn ông bí bí ạ. Thật ra là nói đến nay thì bạn ấy chắc là cũng tủi thân lắm nhưng mà nghĩ cũng tội nhưng thôi cũng kệ. Gì mà thắng thôi không thích cái mí không thích cái đâu thích cái mí ai chế độ gì. Các bạn không nói mình không hiểu một cái gì sao lại còn nước ở đấy nước của bạn chảy ra mí là tuôn là tí à mí chảy đâu quân đâu có đâu mí có đừng chảy sao mí có cài đâu có mó mí đừng có cài mí đừng có cài là cái gì mí có cài mí không hiểu thôi mí đừng có nói mó mày mí không hiểu bọn ta nói gì cả băng mô tao không biết cái mô tao không biết cái mô tao chỉ biết cái mô không biết cái mô mô tao chỉ biết cái mô chọc thôi mô chọc đây cái mô chọc nè không ngã vào bản thân ta thì phải tội luôn mô không hề chọc nhá nhưng mà vấn đề là mô này nông chè ngon nông chè ngon mún này bị chảy một nửa thôi còn mún này chảy ngọn mún này chảy chơi sao cái thằng đằng kia nó kiểu là cũng bộ môn búa khù sao đi cái thằng ấy này bình thường đi không nó chảy ngọn chết đi nè. Rửa mà bị chảy ngon là phải làm thế nào hả để mà khắc phục chảy ngon đấy. Đổ coca mà cho nó không. Nó xuân. Dầu gội đố. No phải dầu gió phé. Với dầu gội gió phé. Cho cả sunlight. Ôi trời ơi chảy ngon thật rồi. Cho cả sunlight. Nhìn mà hơi mấn nha. Hơi mấn là hơi. Mì nắng lèn nha. Mì nắng lèn. Mì nắng xuống. Nam bung mi neng con mung mua thể nói vẫn cứ lép nhá nói bây giờ chỉ học có chiều dài không chiều dài có chiều như nào khó chiều lại còn dài tưởng chiều cái gì cái gì chưa đây nè tưởng dài là phải xương chứ lại còn dài là kinh ai chăm thì bạn có kinh hít tụi mà đắm không kinh hít tụi mà đắm kinh vài con bực mình dài bên bực mình lại còn dài bực mình dài nó hiểu chỉ cỡ điến dài nó nói cái gì thế nó nói cái gì mình không hiểu Ai bảo kêu? Trời ơi.
À anh cứ thích cái bài cơ. Chimo 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 chimo. Bài hay phết nhỉ. Anh phải rap bài Big City Boy. Chimo. Big chim chimo. Chết rồi. Nó cắn cho này. Hai. Tôi nhân có quả đồng hồ mới này, nhìn này. Này, này. Đây nhìn anh này có quả đồng hồ mới này. Đây nữa này, này này. Đây nữa này. Thôi. Thôi, đừng có cắn người ta nữa. Nope. Chết người đấy em ơi, đừng cắn đấy. Cắn đây nhá. Được, được. Ôi. Chưa xuống à? Sao nó lại hoài được?